À, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp những cái công cụ rất độc đáo của CS5 và đặc biệt là đối với Camera Raw 6.0. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cái công cụ là Achievement Plus. Đây là một cái công cụ cực kỳ lợi hại, giúp cho chúng ta lấy lại hoặc là chỉnh sửa từng vùng khác nhau trên cái ảnh của chúng ta mà chúng ta không cần phải qua Photoshop để khoanh vùng. Thì ví dụ trong trường hợp này, cái nón trắng của ca sĩ bị cháy, thì thay vì chúng ta chỉnh á, để cứu lại thì nó là sẽ làm cho tối toàn bộ cái hình. Nếu cứu lại này tối là mở hình thì đó, chúng ta không nên làm như vậy, mà chúng ta sẽ lấy công cụ Adjustment Brush và chúng ta sẽ giảm cái phần sáng lại là exposure trên đây. Chúng ta sẽ kéo xuống bằng không là bình thường, nó giảm xuống còn -25 và chúng ta sẽ quẹt lên trên chỗ này. Rồi, sẽ quẹt lên xong tôi sẽ giảm xuống tí nữa. Tắt này bạn coi là nó sẽ cứu lại. Nó cứu lại cái nón, riêng cái vùng nón này thôi. Rồi bạn hãy xem, nó đỡ hơn rất nhiều. Tương tự như vậy tôi sẽ cứu tiếp những cái phần bên dưới này. Đó, như cái áo này. Có nghĩa là cái công cụ này nó cho phép chúng ta là khi chúng ta chấm lên như vậy, rồi có những vùng nó cho thấy là cũng vùng à, nó chấm như đây mình thấy nó sẽ sáng lên. Bây giờ tôi cũng tạo một vùng khác để cho cái phần áo này nó sáng lên, thì tôi sẽ nhấn vào cái mục New để cho công cụ nó sáng lên, hạn như khoảng cỡ 45. Tôi sẽ quẹt lên chỗ này. Tôi quẹt lên chỗ này đây quý vị. Đây, tôi kéo lên tí xíu. Nhìn thấy phần áo của chú bé nó sáng lên rất là nhiều. Đó là những chức năng mà chúng ta chỉnh sửa bây giờ, chẳng hạn như riêng cái phần gương mặt này. À, cái phần bóng cổ và bóng mắt này nó hơi bị tối. Thì tôi sẽ nêu một cái công cụ mới. Tôi cho khoảng cỡ là 30% thôi. Tôi sẽ quẹt lên ở chỗ này cái lỗ tai nè. Tai này. Đây, quẹt bằng tai. Sáng hơn. Quẹt phần mặt này một tí. Cổ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mới nhấn bàn tay để chấp nhận cái thông tin mà chúng ta vừa làm xong. Chúng ta coi lại thông số ban đầu hồi nãy. Tôi sẽ xây lại thành trường hợp thứ ba. Soi thứ hai. Thấy khác hơn rất nhiều. Thứ ba nó sáng hơn, thứ hai nó tối hơn. Rồi.